Đồng Lương là một trong những địa phương có diện tích rừng luồng tương đối lớn. Để phát huy hiệu quả và lợi thế của cây luồng, nâng cao lợi ích kinh tế từ cây luồng đem lại, những năm qua, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khôi phục phát triển rừng luồng, thực hiện kế hoạch năm 2020. Xã Đồng Lương phấn đấu phục tráng 30 ha rừng luồng nghèo kiệt có nguy cơ bị thoái hóa. Là một trong những hộ dân được nhà nước hỗ trợ phân bón và kỹ thuật để phục tráng lại 0,5 ha rừng luồng nghèo kiệt. Do trước kia khai thác quá mức, gia đình chị Phạm Thị Thái ở thôn Quắc Quyên, xã Đồng Lương đang tích cực đào hố bón phân, chặt tỉa, phát quang cỏ dại cho những diện tích luồng còn lại. Chị Thái cho biết, diện tích luồng nhà chị ngày trước khá tốt, lại nằm ở vị trí thuận lợi nên ít ảnh hưởng của gió bão. Có những bụi hàng năm đẻ đến 10 gốc măng. Nhưng mấy năm nay, tỷ lệ ra măng khá ít nên diện tích rừng luồng có nguy cơ bị chết. Sau khi được nhà nước hỗ trợ phân bón và cán bộ nông lâm nghiệp xuống tận nơi hướng dẫn để phục tráng lại rừng luồng, không chỉ gia đình chị Thái mà các hộ nông dân trong thôn được hỗ trợ phục tráng rừng luồng cũng đã rất vui. Gia đình tôi được nhà nước hỗ trợ về cái phần để bón cho luồng. Thì ngày trước thì hắn cũng tốt, nhưng mà lúc này nhà tôi làm nhà, được nhà nước hỗ trợ được làm nhà rồi nhà tôi lại chặt đi, cho nên cái cây luồng hắn lại thưa, bớt đi, hắn ít hơn. Lúc này ra được nhà nước còn hỗ trợ để cho được cái phân, để lúc này tôi lại bón lại để cho để cây luồng ăn tốt hơn. Ngày trước nhà tôi chưa được người ta hỗ trợ bón cái hỗ trợ cái phân đấy, là lúc đó thì một bụi được mọc có 1 đến 2 con măng thôi, 3 con là hết cỡ thôi, nhưng lúc này là có bụi thì mọc đến 7-8 con, 5-6 con, mà con cây măng nào mọc lên cũng tốt, cũng to. Cây luồng là cây bản địa có giá trị kinh tế cao, sớm cho thu hoạch mà không phải đầu tư lớn, phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng và trình độ canh tác của địa phương. Không chỉ thế, luồng còn góp phần tăng nhanh độ che phủ rừng, giữ đất, giữ nước, tạo cảnh quan môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và là rừng phòng hộ có hiệu quả. Do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên người dân chưa quan tâm đầu tư phân bón cũng như chăm sóc cây luồng. Bên cạnh đó, tình trạng khai thác quá mức, đất trồng không được bón phân dẫn đến cằn cỗi bạc màu sâu bệnh hại cây luồng, khiến không ít diện tích rừng luồng bị suy thoái. Trước thực trạng đó, Đồng Lương đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc thâm canh phục tráng rừng luồng, góp phần cải thiện chất lượng rừng luồng, đem lại thu nhập cho người dân. Ông Phạm Khánh Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Lương cho biết, với diện tích rừng luồng hiện có của xã trên 1.000 ha, xã Đồng Lương xác định phát triển cây luồng là thế mạnh, từng bước giúp người dân xóa nghèo, phát triển kinh tế. Trong năm 2020, địa phương sẽ tổ chức thực hiện phục tráng 30 ha rừng luồng theo chỉ tiêu huyện giao. Để thực hiện được mục tiêu đó, xã Đồng Lương đã huy động sức mạnh tổng thể và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn bản, thực hiện tuyên truyền, lập danh sách các hộ tham gia để tổ chức tập huấn, hỗ trợ người dân tham gia cải tạo phục tráng rừng luồng. Ngoài ra, những diện tích luồng còn lại, xã đã cử cán bộ xuống tìm hiểu các nguyên nhân khiến cho rừng luồng suy thoái và tuyên truyền cho bà con về lợi ích của việc thâm canh phục tráng rừng luồng, phát dọn vệ sinh rừng luồng, chặt bỏ cây sâu bệnh, già cỗi, những gốc luồng khai thác quá cao, cuốc đất xung quanh tạo độ tơi xốp, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng cho cây, kỹ thuật bón phân, bổ sung dinh dưỡng cho đất để cây luồng sinh trưởng và phát triển. Đến thời điểm này, địa phương đã xây dựng ban chỉ đạo triển khai thực hiện phục tráng rừng luồng, ban quản lý phục tráng rừng luồng tại các thôn bản, chỉ đạo cho các thôn bản rà soát diện tích rừng luồng nghèo kiệt để từ đó có kế hoạch chính sách phù hợp triển khai phục tráng rừng luồng hiệu quả.